Kể từ ngày phí quốc lộ 5 cũ tăng từ 2 đến 3 lần và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông xe toàn tuyến, nhiều lái xe của một số doanh nghiệp vận tải đã chọn giải pháp mới, đó là tìm đường né trạm thu phí. Tuy các xe này né được trạm thu phí tại quốc lộ 5 nhưng lại bị lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng khi lưu thông qua các tuyến đường né trạm thu phí. Có mặt tại trạm thu phí 35 tại quốc lộ 379, rất nhiều xe tải né trạm thu phí quốc lộ 5 lưu thông qua đây bị lực lượng liên ngành kiểm tra tải trọng. Trao đổi với Pháp Luật Plus, Thượng tá Phạm Văn La, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cũng xác nhận, việc rất nhiều xe tải lưu thông qua tỉnh lộ 379, đoạn qua tỉnh Hưng Yên để né trạm thu phí tại quốc lộ 5. Các xe tải đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên thì vừa rồi thì cái đường quốc lộ 5 thì có sửa chữa và nâng cấp giải mặt thảm thì và các trạm xuất vé bên tổng cục đường bộ có tăng cái lệ phí thu vé thu phí của quốc lộ 5 lên, giá vé tăng lên gấp đôi cái số theo như quy định cũ, cho nên là các cái xe tải, các một số cái xe tải của các công ty vận tải thường thường lái xe né tránh những cái trạm xuất vé là đi vào quốc lộ 39 và để tránh các cái trạm xuất vé, chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát là 24/24 xử lý tất cả những vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào xe vận tải và cũng thường xuyên đặt trạm cân ở tại các cái quốc lộ 39 và quốc lộ tỉnh lộ 39 để xử lý. Thì thực tế ra cái vấn đề xe thì các cái container, các xe semi to và một số các xe thì chạy qua thôi, thì chủ yếu là những cái xe mà hàng nhẹ với cả xe không thì mới dám né tránh, và chúng tôi đã tăng cường xử lý cân quá tải rất nhiều xe và cả ngày cả đêm 24/24 đặt trạm cân ở tại đường 379 và quốc lộ 39. Từ khi anh em làm trạm cân thì lái xe cũng có giảm đi và cũng hạn chế được cái số xe đi qua đường này. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các xe quá khổ quá tải lưu thông qua đây, trên tuyến tỉnh lộ 379 cũng được bố trí một trạm cân hoạt động 24/24 nhằm phát hiện và xử lý các xe vi phạm. Trạm cân Hưng Yên này cũng có hoạt động, có là 3 ca 24/24, mỗi ca 8 tiếng, trung bình mỗi ca để kiểm tra hơn 10 xe. Ngày hôm nay thì anh em kiểm tra từ 6 giờ sáng đến thời điểm hiện tại giờ được 23 xe. Các xe quá tải thì trong giới hạn cho phép có xe cao nhất là quá tải 8,2%, còn các xe đa số là đủ tải và dưới tải. Sáng nay chúng tôi chưa trong cái quy định của luật giao thông đường bộ, đối với xe trên 10% xử phạt, những xe dưới 10% chạm nhắc nhở chấp hành luật giao thông và không chở quá tải. Trước đó, Pháp Luật Plus đã đăng tải phóng sự hàng loạt xe quá tải tìm đường né trạm thu phí quốc lộ 5 gây hư hỏng cho các tuyến đường mà các xe tải đi qua. Không những thế, các xe tải này lưu thông qua đây đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân hai bên tuyến đường và gây cản trở mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.